Mẹ ơi, từ vực sâu vang tiếng khóc than, bao linh hồn đang rên xiết ngày đêm kêu khóc. Xin mẹ thương cứu bao người thoát chốn u sầu, về bên Chúa hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Khi nhận lời là mẹ Thiên Chúa, cứ tưởng rằng là sẽ được vinh hoa tột bậc, sẽ được ăn sung mặc sướng ở nhà cao cửa rộng. Nhưng mà không phải, vẫn là một con người rất bình thường. Và biến cố rõ nhất đó là biến cố Giáng sinh. Cứ tưởng là con Thiên Chúa Giáng sinh làm người sẽ sinh ra trong một cái cung điện lộng lẫy nguy nga, nhưng thay vào đó là một hang bò lừa tối tăm hôi tanh, một nơi hẻo lánh mà không ai biết tới. Nhưng mà đó là sự vâng phục. Vâng phục thánh ý của Thiên Chúa để đón nhận sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho mẹ. Và nhờ sự vâng phục này, Đấng Cứu Độ đã đến với thế gian. Nhưng sự vâng phục của mẹ, nó phải từ bản thân mẹ đâu bà anh chị em. Nó phải khởi đi từ người con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ như vậy chúng ta mới thật sự kéo ân sủng Chúa, kéo ân sủng từ Đức Mẹ xuống trên mỗi người chúng ta. Và chỉ như vậy chúng ta mới có thể lan tỏa niềm tin, lan tỏa tình yêu, lan tỏa ân sủng Chúa cho những người xung quanh. Sự che chở của Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta sẽ luôn hãnh diện và tự hào vì chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, con cái của Đức Mẹ. Đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện ôm mình chịu khổ hình, người cầm lấy băn tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh dân và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trưởng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, Đức giám mục phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhân đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện rằng Cha đã sống, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, hân thiết Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian,
phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Tình Chúa yêu con như Thái Sơn vời vời đỉnh cao. Tình Chúa yêu con như biển khơi sóng trào đêm ngày. Tình Ngài yêu con khôn vời từ khi chưa có đất trời. Chúa đã dù thương và cho con từ trước muôn đời. Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy. Vì Ngài luôn ở bên cạnh, đời còn tràn chứa ơn lành.
Chúa đã dù thương, Ngài dìu đưa về bên bình an. Ngày tháng qua mau nhưng nghĩa ân Ngài luôn chứa trang. Dù những vong ân khi đời còn yếu hèn vô ngân, vì Ngài yêu thương con hoài, dù con yêu đuối lôi tội, Chúa đã dù thương, nay tim con cảm mến tình yêu. Tình yêu Chúa dàn dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi đồng ơn Chúa dịu hiền, ôi lời con quá mòn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khâm kín. Chúa yêu con hơn cả thân phụ thân mẫu con, tình Chúa yêu con hơn tình yêu thế trần vô phần, tình Ngài yêu con bao la, đời con hàn khúc hoan ca, Chúa đã dù thương đâu đây con bằng nghĩa ân Ngài. Nguyện Chúa cho con luôn mến yêu Ngài trọn ước mơ, đền đáp bao nhiêu cho vừa ơn Chúa thần vô bờ. Vì Ngài yêu con muôn đời và ngàn năm mãi không ngời, Chúa đã dù thương hồn con dâng ngàn khúc ngợi ca. Ân tình Chúa lòng con khâm kín. Xin
Chúa Cha. Dù những vong ân khi đời còn yếu hèn vô ngờ, vì Ngài yêu thương con hoài, dù còn yêu đuối lôi tội, Chúa đã dù thương nay tim con cảm mến tình yêu. Ôi tình yêu Chúa dạt dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi ông ân Chúa diệu huyền, ôi đời con quá mòn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Vừa cho chúng con tham dự và mầu nhiệm thánh thể nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, cúi xin Chúa nhận lời chúng con kêu khấn mà ban cho chúng con niềm vui được đầy tràn ân sủng và được thấm nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, lần đầu tiên tôi cử hành thánh lễ tại Đài Đức Mẹ xứ Phaolô chúng ta. Sự tham dự rất đông đảo, bầu khí rất là ấm áp, thánh lễ rất là sâu sắng. Đấy là cái niềm vui và cái sự diễn tả cái tâm tình yêu Chúa, yêu Đức Mẹ của giáo xứ chúng ta. Đó là điều rất quý, chúng ta cố gắng duy trì cái tinh thần này. Và trong ngày này chúng ta cũng cho nhau một tràng pháo tay thật lớn để mừng cái buổi lễ thật ấm áp này. Và để có thánh lễ như thế này thì chắc chắn phải có nhiều người góp công góp sức. Trong đó có âm thanh, trong đó có việc làm lễ đài, rồi máy chiếc dù tre cũng được một số lượng rất đông, rồi giữ xe, rồi ca đoàn và nhiều những người đóng góp khác, như là làm sạch cái khu mà chúng ta đang đứng đây. Hãy xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp công sức để làm cho thánh lễ này được tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã góp sức cho thánh lễ của chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng cho một tràng pháo tay như lời cảm ơn tất cả chị em đó. Giờ đây thì chúng ta vừa lãnh phép lành cuối lễ, rồi cũng làm phép và thánh hóa chuỗi mân côi, rồi cũng làm phép của ăn. Chúng ta hiệp ý trong nghi thức này. Chúa ở cùng anh chị em. Cúi đầu lãnh phép lành. Thiên Chúa từ bi nhân hậu đã muốn cho con một người xin làm con Đức Maria trọn đời đồng trinh để cứu chuộc nhân loại. Xin gửi ban cho anh chị em muôn phúc lộc dồi dào. Nhờ Đức Mẹ anh chị em đã được hồng phúc đón nhận Đức Kitô là nguồn mạch sự sống muôn đời. Ước gì trong mọi nơi, mọi lúc, anh chị em hằng được cảm thấy tay mẹ hiền âu yếm chờ che. Hôm nay, anh chị em họp mừng đại lễ kính Đức Mẹ Maria. Ước chi ngày lễ này đem lại cho toàn thể anh chị em nguồn vui thiêng liêng cao quý và phần thưởng lớn lao trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Chúng ta hiệp ý làm phép các chuỗi mân côi. Ơn phù trợ chúng con ở nơi sân chúa là đứng vào
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, vì yêu thương chúng con, Chúa đã muốn cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, người đã chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để cứu chúng con khỏi quyền lực của ma quỷ. Xin Chúa nhân từ làm phép và thánh hóa những chuỗi mân côi này, để khi chúng con siêng năng đọc kinh mân côi, chúng con suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô và tôn kính mẹ thánh người, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa làm phép của ăn thật đặc biệt trong ngày này thì cũng có những vị đã đóng góp thành của ăn cho cộng đoàn rất là quý, cũng cảm ơn những vị đó. Giờ đây xin Chúa thánh hóa của ăn của chúng ta. Xin Chúa thánh hóa những của ăn này cho tình yêu và lòng thương xót mà Chúa thương ban cho chúng con hưởng dùng nhân ngày lễ kỷ niệm mẹ Maria hiện ra tại Fatima, để chúng ta cùng với Đức Mẹ dâng lên Chúa những lời tri ân cảm tạ và noi gương mẹ luôn lắng nghe và thực thi lời Chúa trong suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Con mời cộng đoàn viếng Đức Maria. Kính mừng Maria đầy ơn phú, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lớn hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phúc lớn. Kính mừng Maria đầy ơn phú, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lớn hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phúc lớn. Kính mừng Maria đầy ơn phú, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lớn hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phúc lớn. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy ra thân Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời là mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rân nhân từ cho mình chúng con, là thân xác sự sống các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con.